Hello, xin chào mọi người và hôm nay sẽ là một clip đặc biệt của mình. Hôm nay chúng ta sẽ xem trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình chúng ta. Và hôm nay thì chúng ta đang có mặt ở ngoài cổng sân và mình sẽ làm một cái clip cực thú vị. Bây giờ mình sẽ tìm ra một bạn nào đấy mà có khả năng siêu hay như anh Ronaldo để mình tặng vé vào sân nhá. Ok, let's go. Một khoảnh khắc quá đẹp trên sân Mỹ Đình lúc này. Hôm nay thì mình sẽ có một vinh dự, đó là sẽ lên sóng trực tiếp của FPT trước giờ thi đấu mọi người nha. Phía trước của đội tuyển Việt Nam sẽ là một đối thủ rất mạnh, đội tuyển Thái Lan. Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Đỗ Kiên Phúc. Hôm nay sẽ là một trận đấu rất tưng bừng và thật sự thì Việt Nam và Thái Lan sẽ luôn là một cặp đấu mà ai ai cũng ngóng trông. Và hôm nay thật sự là mình thấy là cổ động viên đã đến rất sớm và ai ai cũng có một khát khao ước ao, đó là Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan ngày hôm nay. Và cũng là một lời chiên thấy vang sở chúng ta, nên là mình nghĩ là hôm nay sẽ là một trận đấu mà vô cùng hấp dẫn và vô cùng cuồng nhiệt, và chắc chắn là Việt Nam chúng ta sẽ có chiến thắng. Tiếp theo là phần khởi động vô cùng thú vị của các chàng trai đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Siêu hài hước luôn nha. Trọng tài đang kiểm tra lại lưới. Phải nói trọng tài còn nói như là rất là uy tín luôn nha. Đấy, đấy. Từng tí một luôn. Phải nói là tuyệt vời. Có khoảng gần 100 cổ động viên Thái Lan có mặt tại sân Mỹ Đình ngày hôm nay để cổ vũ cho các chàng trai áo xanh. Cận cảnh chiếc cúp vàng AFF Cup mọi người ơi, quá đẹp và xịn sò luôn. Và bây giờ thì cầu thủ dự bị chúng ta bắt đầu ra sân nha mọi người nha. Và giờ thì trận đấu được mong chờ nhất sẽ diễn ra. Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ chung kết AFF Cup sân nhà. Đây là trận đấu lượt đi và còn sẽ lượt về nữa ở Thái Lan mọi người nha. Hãy cùng chờ xem trận đấu sẽ ra sao nha. Bên cạnh là chiếc cúp thần thánh. Và đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của thầy Park Hang-seo trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Những khoảnh khắc nghẹn ngào, vô cùng nghẹn ngào. Đây cũng là một lời chia tay thầy Park trên sân Mỹ Đình. Phía bên này chính là các cầu thủ dự bị của đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay. Quang Hải hơi nhẹ. Tuấn Hải làm gì đây? Như vậy là chưa vào rồi. Một màn sóng người vô cùng đẹp trên sân Mỹ Đình lúc này. Tuyệt vời Việt Nam ơi. Một đường chuyền. Quế Ngọc Hải làm gì đây? Tiến Linh. Như vậy là 1-0 cho Việt Nam. Cái đầu vàng của Tiến Linh, một bàn thắng quá đẹp. Một siêu phẩm đánh đầu đến từ vị trí của Tiến Linh. Tiếp theo đó là những ánh đèn flash cực kỳ đẹp trên sân Mỹ Đình. Tuấn Hải. Cố lên nào Việt Nam ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá. Làm gì đây? Như vậy là không tính bàn thắng của Tiến Linh. Ôi giời ơi, vào lưới rồi mà không tính. Tí nữa thì 2-0 ở Việt Nam chúng ta. Theraton Bumathan làm gì đây? Oh my god, rất may chúng ta. Bóng đã dội sang ngang này ra. Tiếp tục nào. Rất là bập. Lúc này thì vì anh đang tâng bóng ở trong sân mọi người nha. Khi này thì là đang là khô giữa giờ đấy. Và hôm nay thì Vy Anh có lần đầu tiên được xuống sân trong trận đấu quan trọng chung kết này của Việt Nam chúng ta. Và skill rất là hay của Việt Anh cùng với trái bóng của giải đấu năm nay. Làm gì đây? Vẫn là Thái Lan. Quang Hải. Một đường chuyền. Không được rồi. Cố lên nào. Trời ơi. Đừng có bàn thắng rồi.
tiên của Việt Nam rồi mọi người ơi. Việt Nam. Lúc này thì các cầu thủ chúng ta đang khởi động mọi người nha. Đây là các cầu thủ dự bị chúng ta trận đấu ngày hôm nay. Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn và Hồng Duy. Quá bất ngờ khi lúc này Thái Lan đang dẫn trước Việt Nam với tỷ số đó là 2-1. Hãy nhìn cổ động viên Thái Lan kìa, họ đang ăn mừng rất là cuồng nhiệt. Lúc này chúng ta đang dẫn trước 2-1, nhưng mà mình tin là chúng ta sẽ gỡ hòa. Hãy cùng chờ đấy. Cố lên Việt Nam! Yeah! Tạt bóng vào, Tiến Linh không vào. Quang Hải đang ngã. Mình vừa chạm vào bóng xong rồi mày, không đỡ kịp, bóng nặng quá, nhanh quá. Lên nào. Không kịp rồi. Hay quá. Văn Thanh. Như vậy là 2-2 của chúng ta. Và ngay lúc này thì Quế Hồng Hải đã chạy đi cầm bóng để mang vào khu vực giữa sân. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời Việt Nam ơi. Văn Quyết. Không được. Gì đây? Một pha phản công cho Thái Lan. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm cho Việt Nam chúng ta. Những phút cuối rồi. Hoan hô Văn Lâm. Triệu like cho Văn Lâm anh em ơi. Quá tuyệt vời. Như vậy là trận đấu đã khép lại với tỷ số là hòa 2-2 mọi người ơi. Và đây chính là trận đấu cuối cùng của người Bang Sơ chúng ta trên sân Mỹ Đình. Một trận hòa nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Trận tới chỉ cần thắng 1-0 là ok mọi người ạ. Và chúng mình tin là Việt Nam chúng ta sẽ vô địch. Hãy cùng chờ đợi. Lúc này là giây phút mà các cầu thủ chúng ta đang bắt tay đối thủ và có vẻ các cầu thủ Thái Lan đang tận lực chúng ta. Ở bên này có một nhóm cầu thủ Thái Lan ở đây, chắc là họ sẽ ra kiểu chia tay cho cổ động viên. Trận đấu cũng là thật sự rất là hay của Thái Lan. Họ đang đi về phía của các cổ động viên Thái Lan ở bên này. Mình đang rất gần các cầu thủ của Thái Lan. Đây, đây chính là Theerathon Bumathan. Đây, các bạn thấy là mình và Theerathon đang đi cạnh nhau luôn. Đấy. Có thể thấy là Bumathan cũng khá là lịch sự. Theerathon. Chúng ta đang rất gần với cả Theerathon Bumathan. Tất cả cầu thủ Thái Lan đang ở trước mặt chúng ta, xung quanh chúng ta đây. Ok. Như vậy là chung cuộc là hòa 2-2 mọi người ơi, nhưng không sao. Sang sân Thái Lan của chúng ta sẽ đánh bại người Thái Lan như thế nào? Thank you. Thank you. Thank you. Chúc bạn rất lịch sự luôn. Yeah. Ok, kêu em nha. Thiếu em là không được. Yo. Anh đá ở sân nào anh? Anh đá ở sân bọn anh mở luôn á. Con mở sân ở dưới anh mở sân nào? Gần Linh Đào á. Ờ, gần Linh Đào. Đúng là đấy, con nó phải cầm cái TikTok ấy. Rồi, thế á, follow của TikTok rồi à? Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và đừng quên là like, share, ủng hộ mình nha.